Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi học sinh giỏi lớp 11 kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 năm học 2019-2020. Đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ở các video trước đó, chúng ta đã hoàn thành các phần dưới đây: phần ngữ pháp và cấu trúc câu 10 câu, cụm động từ, giới từ 10 câu, từ vựng 20 câu. Phần điền từ vào đoạn văn cho từ sẵn 2 đoạn này các bạn. Và phần đọc hiểu gồm 4 đoạn rất là hay, từ vựng trải dài qua nhiều lĩnh vực. Chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần điền từ thích hợp vào đoạn văn các bạn. Rồi, ở đoạn văn thứ nhất chúng ta đã hoàn thành. Ở video này sẽ hướng dẫn cho các bạn điền từ phù hợp vào đoạn văn thứ hai. Đây là dạng bài tập khá là quen thuộc các bạn ha. Rồi, khá là quen thuộc của đề thi học sinh giỏi và chuyên Anh. Và đặc điểm của cái dạng bài tập này là những từ mà các bạn điền á, nó không có phức tạp nhưng mà chúng ta sẽ khó xác định nha. Rồi, ở đây các bạn cố gắng theo dõi. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm 100 câu các bạn, 100 câu điền từ vào đoạn văn thuộc dạng như thế này đã tổng hợp cho các bạn ở một cái video chuyên đề thi chuyên Anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm là trên 100 các bạn, 100 cái loài, đây là cái species, là cái loài các bạn, cái loài cóc hoặc là ếch cũng được. Rồi diverse là rất là đa dạng và màu sắc rất là sặc sỡ các bạn. Rồi, đã gần đây được xác định ở trên cái hòn đảo nhiệt đới của Sri Lanka. Thì những cái loài mới này được xác định, được chú ý, được nhận diện bởi cái gì đó đặc biệt các bạn. Bởi cái gì đó đặc biệt trong cái hình dạng về vật lý, có nghĩa là bên ngoài các bạn, về cái môi trường sống, về sự phát triển, và make up là cấu tạo gen. Rồi, ở đây thì rõ ràng câu số 11 các bạn sẽ cần điền một cái danh từ. Rồi, rất là đặc biệt bởi cái gì đó đáng chú ý các bạn. Chú ý về cái đặc điểm nè, hình dạng môi trường phát triển gen. Các bạn sẽ dùng cái từ danh từ mang ý nghĩa là differences nha. Rồi, bởi những cái sự khác nhau trong cái đặc điểm vật lý môi trường phát triển gen. Rồi, chúng ta dùng từ differences. Một vài tiny các bạn thì rất là nhỏ và thrive on có nghĩa rằng sống trên mặt đất này các bạn. Trái lại những cái gì đó khác thì lớn và sống ở trên cây. Thì câu số 12 thì khi các bạn dịch như vậy, các bạn sẽ thấy rằng cái từ này chúng ta sẽ làm rất dễ dàng ha. Đó chính là others, là những cái loài khác. Rồi, thì lớn và inhabit trees là sống ở trên cây. Nằm trong cái gì đó mới này, đẻ trứng trong cái homespun basket. Basket là cái túi các bạn. Homespun có nghĩa là treo lủng lẳng nha. Rồi, những cái túi mà nó bồng bềnh, suspended là nổi bên trên mặt nước, để khi mà trứng cái gì đó, con tadpoles là cái con nòng nọc các bạn. Ở quê á, bạn nào ở quê sẽ biết cái con này dễ ha, ở thành phố chúng ta không thấy. Ngày xưa khi mà buổi sáng sớm á, thầy ra ngồi ở vườn có cái vũng nước các bạn, thấy trời ơi quá trời cái tadpoles, con nòng nọc đang thù lùi gớm luôn các bạn. Rồi, thì câu số 13 là nằm trong số những cái loài mới này. Các bạn dùng chữ loài là species nha. Rồi, BC là nằm trong số những cái loài mới này. Rồi, cái này dễ rồi các bạn. Đẻ trứng trong cái homespun, những cái túi nó lủng lẳng bên trên nước, để khi mà trứng cái gì đó thành con nòng nọc nè các bạn. Rồi, câu số 14. Khi mà trứng nở thành những con nòng nọc nha. Rồi các bạn sẽ dùng từ nở chỗ này. Hatch là nở ra những con nòng nọc.
và không có khó khăn thực hiện cái gì đó đầu tiên của chúng. Ở đây các bạn có từ thắt các bạn. Thì ở phía trên á, chúng ta đã dịch là nó ở lủng lẳng bên trên mặt nước. Thì khi mà nó nở thì nó không có khó khăn trong việc take their first swim mean. Rồi, là bơi các bạn. Ý nói là thực hiện cái sự bơi lần đầu tiên. Rồi, cái remaining thì những cái loài cóc mới còn sót lại thì sinh con. Rồi, sinh con các bạn. Bằng cách đẻ trứng ở trên cái the floor forest. Thì các bạn lưu ý rằng các bạn có cái nền nhà là floor of floor nha. Còn cái nền đất là ground. Ở trong rừng các bạn, ở trong rừng, cái nền mà rừng á, thì các bạn sẽ có rằng forest floor. Rồi. Thì những cái loài cóc này, cái gì đó, giai đoạn con nòng nọc nè các bạn. Rồi, giai đoạn con nòng nọc ở đây. Và emerge as xuất hiện lên như là cái mediator, có nghĩa là một cái phiên bản giống y hệt như là ba mẹ của chúng luôn các bạn. Có nghĩa là con cóc nhỏ với con cóc lớn về hình dạng giống y hệt, cũng có chân, có mắt, có đầy đủ các bộ phận hết. Thì câu số 16 này là một cái câu khó các bạn. Thì những cái con cóc này vượt qua được cái giai đoạn nòng nọc, là con nòng nọc các bạn thấy nó đen từ lùi rồi, gớm lắm các bạn, nó đen từ lùi, nó có cái đuôi. Rồi, ở đây vượt qua được, các bạn sẽ dùng cái từ surpass nha. Rồi, các bạn sẽ dùng cái từ là bypass. Rồi, bypass các bạn, vượt qua được cái giai đoạn con nòng nọc và xuất hiện như là một cái phiên bản thu nhỏ của ba mẹ của chúng. Thì câu số 17 các bạn sẽ dùng cái từ version. Rồi, những cái phiên bản nhỏ của ba mẹ của chúng các bạn. Thì những con cóc và hoặc con ếch và những cái loài lưỡng cư khác thì là những cái sự chỉ ra quan trọng của cái sự cân bằng sinh thái. Vì vậy, một cái sự giảm trong cái số lượng này có thể được xem như là một cái lời cảnh báo cái mà cái gì đó môi trường thiên nhiên ở khu vực đặc biệt được cần. Thì câu số 18, một lời cảnh báo cái mà sự gìn giữ các bạn, sự gìn giữ, sự bảo tồn cái môi trường thiên nhiên cho một cái khu vực thì được cần. Thì ở chỗ này các bạn sẽ điền sự gìn giữ nha, là preservation các bạn nha. Rồi, preservation. Rồi, sự gìn giữ, sự bảo tồn cái môi trường thiên nhiên cho khu vực được cần. Câu số 19 các bạn, cái gì đó mà Sri Lanka đã mất khoảng 95% của rừng. Thì các biện pháp cần để mà bảo vệ cái khu vực rừng còn lại thì rất là quan trọng. Bởi vì nhiều loài cóc này đẻ cái này. Rồi, câu số 19, cái gì đó các bạn, là rằng Sri Lanka đã mất 95% của rừng. Rồi, câu số 19 này các bạn sẽ điền cái từ gì? Ở đây chúng ta sẽ điền cái từ sự bảo tồn nha. Nó khác với cái từ preservation, sự gìn giữ. Cũng bảo tồn nhưng mang tính chất gìn giữ nhiều hơn. Ở đây, cái sự bảo tồn là conservation nha. Rồi, conservation. Rồi. Ở đây là conservation, là sự bảo tồn các bạn nha. Chúng ta hay nhầm cái từ mà conservation với conversation. Ở đây chúng ta check lại cho chắc các bạn, nhiều khi thầy vẫn sai. Conservation ở đây. Check lại bảo vệ động vật và thực vật là conservation. Rồi, conservation. Rồi, ở đây các bạn sẽ dùng cái từ S nha, là con. Rồi, conservation. Rồi, nhìn như vậy nó mới chuẩn. Rồi, conservation. Rồi, sự bảo tồn thiên nhiên. Cái mà Sri Lanka đã hầu như là mất đi 95%. Thì có những cái biện pháp để bảo vệ những cái
Grassmans là những cái khu vực rừng các bạn, thì rất quan trọng. Bởi vì nhiều loài cốc là sản sinh ra những cái hóa chất, cái mà có thể có những cái áp dụng, những cái ứng dụng thực tế trong y học này các bạn, và trong điều trị y khoa, thì chúng là cái nguồn quan trọng của cái nguồn thuốc mới. Vì vậy hãy chắc chắn rằng những loài cốc được bảo vệ bằng cách gìn giữ và phục hồi cái gì đó của chúng thì rất quan trọng các bạn. Ở đây gìn giữ và phục hồi cái môi trường sống là các bạn có cái từ habitat các bạn. Rồi chữ T, habitat. Rồi, thì rất là quan trọng các bạn. Rồi, đây là cái phần điền từ vào đoạn văn của đề thi học sinh giỏi lớp 11 Olympic 30 tháng 4. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo. Chúng ta sẽ làm cái phần word formation các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.